đó các bạn, cái đầu luôn nha. Quay quay cái mọt cho các bạn xem. 251 khủng là 36. Vũ mến chào các bạn nha. Thì hôm nay mình có mặt tại Bầu Đồn, gần cái Ba Bầu Đồn cho các bạn. Ở đây là cái cửa hàng của chú Sáu Mận. Thì mình thấy có bán mấy chiếc máy cài Ford và mấy chiếc Isuzu. Thì để mình quay sơ cho các bạn xem nè. Thì cái tuyến đường này là đi về hướng của núi Bà nè các bạn. Đi hướng núi Bà, còn cái phía bên tay phải nè, tay phải là đi về ngã Ba Bầu Đồn. Thì ở đây mình thấy được 5 chiếc Isuzu và mấy chiếc Ford nha các bạn. Đó, bây giờ để mình vô mình quay một vòng cho các bạn xem. Thì bây giờ trước hết đó, thì mình quay cái chiếc Ford 6600 ngoài trước nha. Đó, đây Ford 6600 nè các bạn. 6600 hai cầu. Gió trước là 11220 nha các bạn. Xe nhìn mình nhìn thấy còn rất là đẹp nha các bạn. Đó, bên trên. Cái dàn vui này rất là rộng luôn các bạn. Vui này rộng lắm. Đó, xe này thì ở trong nó để đời 77 hết các bạn. Cái đời đó giờ không quan trọng nữa đâu các bạn ơi. Cái vỏ sau vẫn là 18430 nha các bạn. Mình sẽ quay sơ sơ và cũng hơi nhanh để các bạn xem nha, tại nhiều xe. Đây là cái phía sau của em nó nè. Lúc này xe pho đồ hàng công về không được nha các bạn, hiếm lắm. Xe bây giờ hiếm lắm nha các bạn. Chiếc này là chú Sáu ra là 145 triệu nha các bạn. Đó, 145 triệu. Đó, vỏ trước vỏ sau đồ cũng còn được. Đó, nha các bạn, gai cũng còn im nè. Thì hơi thiếu sáng rồi. Này là mình quay tham quan sơ một vòng nha các bạn, cho các bạn biết có xe gì thôi. Còn nếu mà anh em nào mà muốn mua thì cứ alo ha. Mình để số điện thoại trên tiêu đề và trong phần mô tả luôn nha các bạn. Đó, 145 triệu cho một con Ford 6600 nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái con Ford 4000. Ford 4000 này là nó trợ lực hai ống hộp hai bên nè. Đó, trợ lực hai ống hộp hai bên. Ở bên đây mình thấy có bộ điều khiển gì nè. Cái vỏ sau nó là 10 cái vỏ sau nó là 13.6316 các bạn. Vỏ sau là 13.6316. Đây. Đây là phía dưới cho em nó nè. Rồi con pho này là giá là 58 triệu nha các bạn. 58 triệu vì nó là trợ lực hơi á,
Còn nếu mà trợ lực zin thì nó sẽ mắc hơn. Này mấy anh em chắc xài xe chắc biết, nhìn đã biết rồi, còn mình không rành lắm ha. Rồi 58 triệu cho con Ford 4000 nha các bạn, trợ lực hơi nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô bên trong, mình quay mấy con bên trong nha các bạn. Đó, bây giờ mình quay con này nè. Cái này là một đó các bạn. Bán cái một này luôn. Bán cái một cẩu này luôn nè, với cái đầu luôn nha. Cái một cẩu với cái đầu này luôn là 170 triệu các bạn. Đây là con kho 4600. Để mình quay sơ cái đầu đi rồi mình qua quay cái một cho các bạn xem. 4600 nha. Cái thằng này là nó là trợ lực cơ luôn nè. Trợ lực zin của nó. Cái vỏ sau nó là 12.436. Vỏ nhỏ, không nhỏ. Đây là cái dàn cẩu nè. Các bạn, đây là cẩu ha. Đó, dàn cẩu. Cẩu còn cũng thấy cũng còn đẹp nha các bạn. Đây nè. Đó các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ coi với cái cầu. Cái vỏ một nó là 11.0020 nha các bạn. Đây là phía sau của cái một nè, một có cầu có cẩu nè. Đây là phía sau của chậu cẩu nữa các bạn. Tức là vẫn còn hoạt động bình thường nha các bạn. Máy cài này thì nó không có mui. Này về phải lấy sao. Thầy bán máy cài này là hàng của 7 đem về các bạn. Các bạn nhìn biển số thì các bạn biết rồi nè. Đây là phía chồng của em nó nè. Mấy cái mâm này là sơn lại nha các bạn. Nên nó là phải sơn sơ là cho nó đẹp lên chút xíu. Chiếc pho này còn đẹp các bạn ơi. Đây là bên hông của em nó. Đây các bạn. Rồi con Ford 4600 với cái mọt với cái cẩu này là 170 triệu nha các bạn. Đó, 170 triệu. Đó, đây là chiếc Isuzu 2510 nha các bạn.
chỗ sau là 12.4, 24. Đó, chỗ riêng luôn nha các bạn. Chỗ riêng nó là nó có hơi đứt cây răng, hơi hơi nè, nhưng mà cái gai rất là ngon nha, rất là đẹp. Chỗ trước đó nè, chỗ trước nó là 6.0016. Nó hai cầu. TS2550. Cái nào chú? Dàn cài ngoài đó hả? Dạ là à, dàn cài Đồng Nai hả chú? Dạ. 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 Chơi 6 chậu nhỏ là chạy mấy chiếc nhỏ này à? Đó là. Dạ đó là xài dạ lớn rồi. Rồi cái con 2510 này là chú ra là giá là 58 triệu nha các bạn. 58 triệu. Mọi thứ còn rất đẹp ha. Có giấy luôn hả? Là chiếc 3.640 triệu các bạn, là chiếc đó là có giấy tờ luôn các bạn. Chiếc đó có giấy luôn á. Đây là con 2002 TS202202 hai cầu luôn nha các bạn. Rồi coi sơ con này đi, nó nhìn cũng con đồ rất là đẹp nè. Ở đây nó hơi hẹp ha các bạn, quay nó cũng hơi khó. Mình quay sơ sơ cho các bạn xem cho thôi. Còn các bạn nào muốn mua thì cứ alo thôi các bạn. Chiếc 2002 này thì cái vỏ sau nó là nhiêu đâu rồi? Vỏ sau nó là 8.3822. Đây là ở phía sau của em nó là 2002 nè. Thấy hai cái đèn xi nhan hai bên đã không? Còn đây là phía bên hông bên đây. Hai ngàn hai hai máy, 2500 cũng hai máy. Cái này hẹp quá các bạn ơi, không quay được nữa. Con 2002 này là nó là 36 triệu nha các bạn. 36 triệu là nó chung với hai con ở đây nè. Bên đây có hai con, ba con 1600 là giá nó cũng là 36 triệu luôn nha các bạn. Đó, hai cầu không à. Này các bạn, còn hai cầu không ha. Hai cầu không, hai cầu có chứ không phải là hai cầu không. Đây sao điện thoại mình giờ nó quay hết sáng nổi rồi. Cầu trước hai con này mình thấy là cũng ngang ngửa các bạn. Đó, nó cũng ngang ngửa. Cái con là nước sơn còn riêng nữa các bạn. Anh em mà với mấy chú mà muốn mua thì cứ alo cho chủ ha, tại vì mình thì mình quay sơ vậy thôi, nhiều khi nó còn có nhiều cái chi tiết đó, nhưng mà mình cũng không có rành á, mình chỉ nắm sơ sơ cái giá, mình điện cho mình báo cho các bạn với chú đâu biết thôi. Còn còn muốn mua thì điện cho chủ và thương lượng rồi nữa nha các bạn.
cái chiếc bên đây nè, cái vỏ rất là đẹp luôn. Chiếc 1600 bên đây vỏ rất đẹp nha các bạn. 1600. Rồi là tổng cộng là một chiếc 1600, hai chiếc 1600, ngoài sân một chiếc 1600 nữa nha các bạn. Và một chiếc 2002 là giá là 36 triệu. Đó, còn chiếc Isuzu TS 2510 là nó mà 58 triệu. Toàn là hai cầu hết nha các bạn. Đó, toàn hai cầu hết. Bây giờ mình sẽ quay một cái dàn cài ngoài đây nè. Cái dàn cài ngoài đây là dàn cài của Đồng Nai, 6 chậu lớn. Của Đồng Nai 6 chậu lớn nha các bạn. Là giờ chú ra đi giá là 10 triệu nha. 6 chậu lớn 10 triệu. Cái này là chạy 6 chậu lớn là chạy mấy chiếc Ford 4000 đâu các bạn. Cái dàn khung á là thấy chú mới sơn lại nè. Đó, cho nó được và lịch sự chút xíu. Rồi 6 chậu lớn nha các bạn. Để mình qua phía bên trước rồi các bạn, còn một số mấy cái mọt với cái xe cuốn đó nè, mình quay cho các bạn xem nha. Đây rồi các bạn, bây giờ để mình nói nhớ giá, anh báo giá sơ sơ cho các bạn trước nha, để hồi quên. Đó, chiếc mọt có cầu này nè, bên tay phải nè, là 24 triệu. 24 triệu nha các bạn. Đó, còn chiếc đây là chiếc không có cầu. Không có cầu nó là 10 triệu. Không có cầu là 10 triệu. Vỏ này thì nó hơi tệ các bạn. Đây là 24 triệu nha các bạn, có cầu. À, cầu nè. Còn cái mọt lớn bên đây nè, cái mọt lớn bên đây là 35 triệu. Hay là 35 triệu nha các bạn. Này nãy chú nói cầu mấy tấn mình quên rồi. Mình dễ quên đó các bạn. 35 triệu nha. Bánh đôi. Còn có cầu là bánh đôi nha các bạn. Đây là được ba cái mọt, 35, ở đây là 10, thì bên kia là 24 nha các bạn. Đó, quay sơ cho các bạn xem thôi. Nếu anh em nào muốn mua thì cứ điện thoại cho các bạn, có số điện thoại nha, mình để ở trên tiêu đề và phần mô tả luôn á. Rồi bây giờ mình còn cái này nữa nè, còn xe cuốc này 70 triệu, xe cuốc 70 triệu là ai mua chú bán luôn. Hai cái mọt này, hai cái thùng này mình chưa, hồi nãy mình không có hỏi. Cái này là có cái ấy nữa nè, mâm này chở xe cuốc nào quá nha các bạn. Không biết máy này chú có bán hay không. Đây xe cuốc 70 triệu, xe cuốc mini. Này các bạn có chữ này ha. Rất nhỏ gọn, rất dễ thương. Xe cuốc 70 triệu. Xe cuốc phía sau có gì đó nè, có cái ủi đất đó các bạn. Xe có cái ủi đất luôn nè. Xe cuốc mình quay thì mình không có rành nữa các bạn. Nó là BC228 UU. Đây phía sau lưng của em nó. Ở đây là cần đảo, bên kia cần đảo nên chú đậu tới bên đây. Đậu phần đang trống bên đây nè. Đó, rồi bây giờ thì mình kết thúc video nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Ở đây là bãi của chú Sáu Mận, ở gần Bồ Đồn nha các bạn, ở gần ngã ba Bồ Đồn.
Bầu Đồn, như là chỉ nói Gò Dầu á, Bầu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh nha. Trung Mít đó là của Dương Minh Châu nha các bạn, còn Bầu Đồn hình như là chú nói là như nãy, chú nói ngay chú nói Gò Dầu á. Thì mình sẽ bỏ số điện thoại và cái địa chỉ cụ thể lên trên các bạn để liên hệ nha. Rồi bye bye các bạn nha.